Đấy thì khi mà họ đã đến, họ biết cái quán của bạn rồi, họ có trải nghiệm lần đầu tiên rồi thì họ mới có quyết định là sẽ đến lần thứ hai, lần thứ ba hay không. Cho nên cái lần đầu tiên hết sức là quan trọng không nha. Các bạn phải cho đi trước được không? Các bạn phải có mồi câu. Đấy. Rồi hello bạn ha, mình Thiện đây. Trong video này thì sẽ hướng dẫn các bạn là cách kinh doanh quán cà phê làm sao cho nó hiệu quả nhất luôn nha. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Thì có 5 mẹo để giúp các bạn là kinh doanh quán cà phê hiệu quả các bạn nha. Cái mẹo đầu tiên đó là các bạn cần phải xác định được đối tượng khách hàng, đúng không ạ? Cái mẹo thứ hai đó là các bạn cần phải biết được chiến lược marketing. Mẹo thứ ba đó là các bạn cần phải xây dựng được một tệp khách hàng trung thành, đúng không ạ? Mẹo thứ tư đó là các bạn cần phải bán thêm các sản phẩm khác. Mẹo thứ năm đó là xây dựng chuỗi luôn nha. Được ạ, đây là 5 mẹo để giúp các bạn kinh doanh quán cà phê nó cực kỳ là hiệu quả luôn. Sau đây thì sẽ hướng dẫn các bạn từng mẹo một, được không ạ? Đấy, thứ nhất đó là xác định tệp đối tượng khách hàng. Thì nếu như khách hàng của bạn là sinh viên thì cái địa điểm mà bạn mở quán cà phê bắt buộc phải gần cái trường đại học thôi nha, được không ạ? Phải có hoạt wifi mạnh nè. Tại sao? Tại vì những sinh viên á, thường họ sẽ đi tra cứu dữ liệu thông tin rất là nhiều để mà họ làm đồ án và làm luận văn các bạn nha, để họ tốt nghiệp, được không các bạn? Rồi giá phải là rẻ, các bạn sinh viên thì họ ít tiền cho nên các bạn giá phải là cạnh tranh, giá rẻ, giá hợp với túi tiền của sinh viên, được không ạ? Và các bạn nên có phòng máy lạnh riêng hoặc là cái kiểu tum tum để mà học lúc. Thì nếu như các bạn nào ở thành phố Cần Thơ thì các bạn sẽ thấy một điều là cái quán mà Happy, các bạn quán cà phê Happy á, nó làm cái việc này rất là tốt nha. Tại vì tại thành phố Cần Thơ có trường đại học rất là nổi tiếng, đó là trường đại học Cần Thơ. Thì trường đại học Cần Thơ là một những trường danh tiếng tại đồng bằng sông Cửu Long luôn nha, phải nói là bậc nhất luôn. Thì ở đó có rất là nhiều sinh viên cho nên cái quán cà phê Happy ở Cần Thơ các bạn, họ xác định cái khách hàng mục tiêu của họ đến là sinh viên cho nên là họ làm các điều này rất là tốt luôn nha. Đấy, và cái quán của họ luôn nào cũng đông khách các bạn, đấy luôn nào cũng đông khách hết. Và ngày xưa thì từng là sinh viên ấy thì cũng có đến những cái quán này uống cà phê rất là nhiều, được không ạ? Và đi giờ đi theo group thôi, theo nhóm thôi nên là bán sẽ được rất là nhiều khách. Rồi đó là đối tượng khách hàng sinh viên. Còn đối tượng khách hàng thứ hai, nếu như bạn nhắm đến là khách hàng doanh nhân thì các bạn phải xây dựng một cái quán cà phê cảnh đẹp, có view đẹp, được không ạ? Để yên tĩnh và phải sang trọng, phù hợp với cái đối tượng khách hàng doanh nhân không nha, được không ạ? Giá cả với họ thì không phải vấn đề nhưng mà phải tôn được cái công việc của họ, vì họ đi khi gặp những đối tác hoặc là họ đi gặp khách hàng cho nên là cái quán này phải hội tụ được các điều này các bạn nha, được không ạ? Và cái nhân viên phục vụ các bạn cũng phải đào tạo họ một cách có văn hóa, được không các bạn? Đấy, lịch sự văn minh. Rồi đây là cái nhóm đối tượng khách hàng mà muốn đến là doanh nhân. Thứ ba đó là cái nhóm khách hàng muốn hướng đến á, đây là fan bóng đá, tức là những người này họ rất là thích bóng đá mà, những kỳ World Cup hay là những cái đợt nào mà những cái trận bóng đá lớn á, thì bạn thấy một điều là những cái quán cà phê bán rất là đắt, rất là nhiều khách, thì các bạn bắt buộc phải có cái tivi màn hình qua, cái màn hình tự, rồi bạn đăng ký các kênh trực tiếp bóng đá trên đó để các bạn thu hút những cái đối tượng này họ đến uống cà phê, được không? Họ đến xem bóng đá. Đấy. Rồi nếu như đối tượng khách hàng mà bạn hướng đến á, là dân văn phòng thì bạn cần có đội ngũ shipper, tức là giao hàng đó các bạn, hoặc là bạn phải giao hàng miễn phí luôn, được không các bạn? Đây là tại vì sao? Thì tại vì họ là dân văn phòng mà, đúng không? Cho nên là họ không có thời gian họ ra ngoài họ mua hàng đâu, không mua một ly cà phê hay ly trà sữa gì đâu. Cho nên các bạn cần phải ship hàng đến họ thì chắc chắn đều họ sẽ đặt hàng vào online, và việc của bạn là giao hàng đến họ và thu tiền thôi, được không các bạn? Rồi đối tượng khách hàng tiếp theo là khách vãng lai. Khách hàng vãng lai là sao? Đây là những người mà thường xuyên họ uống một lần thôi rồi họ đi, họ nghỉ chân thôi chứ họ không có sinh sống ở đó. Bạn sẽ thấy những trường hợp này rất là nhiều ở những cái tuyến đường mà liên tỉnh các bạn, được không ạ? Nó không gần thành phố nhưng mà tuyến đường tuyến đường chính liên tỉnh đấy, khách có cái lưu lượng xe cộ, lưu lượng khách chạy rất là nhiều, được không ạ? Thì các bạn cần phải có những cái võng để họ nghỉ chân, được không các bạn? Đấy. Rồi khách hàng thứ sáu muốn hướng đến là người dân địa phương đó, kiểu quán cóc các bạn, thì giá cả ở đây cũng phải hợp lý, được không các bạn? Vì là dân địa phương cho nên đôi khi họ không cần view đẹp các bạn, miễn sao có giá hợp lý đó họ cũng nghỉ với họ được rồi, được không? Thì đây là 6 đối tượng khách hàng mà chúng ta thường thấy khi mà chúng ta kinh doanh một cái quán cà phê. Thì tất nhiên là một quán cà phê mở ra các bạn có thể phục vụ cả 6 đối tượng khách hàng này, nhưng mà bạn nên nhớ điều là bạn cần bắt buộc phải xác định được một cái nhóm đối tượng khách hàng mà chính mà muốn hướng đến, được không? Cái quán cà phê Happy ở Cần Thơ đi, thì nói đi, thì khách hàng chính của họ hướng đến là sinh viên, nhưng mà thực chất là doanh nhân không đến nó được, thực chất là khách hàng họ xem fan bóng đá cũng đến nó được, hoặc là khách hàng văn phòng họ cũng đến nó được, hoặc là khách hàng vãng lai cũng đến nó được. Nói chung là những cái tên khách hàng họ đang xen với nhau, nhưng mà
bạn sẽ cần xác định được cái đối tượng khách hàng chính để bạn hướng đến, thì cái việc đó bạn dễ thành công hơn bạn nha. Chứ bán quán cà phê bạn cũng không biết bán khách hàng cho ai nữa thì rất là khó thành công các bạn nhé. Đấy, thì các bạn phải xác định được là cái quán cà phê mình là đối tượng khách hàng nào con nhé, được không ạ? Rồi, đó là cái mẹo đầu tiên. Cái mẹo thứ hai đó là chiến lược marketing. Thì khi mà các bạn xác định đối tượng khách hàng rồi á thì rất là dễ thôi, dựa vào cái đối tượng khách hàng các bạn có thể là lên chiến dịch marketing được thôi. Ví dụ như đối tượng khách hàng là sinh viên thì các bạn hãy target quảng cáo Facebook, đối tượng này là những người đang đi học, được không bạn, là sinh viên của những trường đại học, được không ạ? Và các bạn có thể là target luôn đó, họ là sinh viên của trường nào luôn các bạn, và trong bán kính bao km luôn, được không ạ? Rất là dễ. Rồi, để mà họ đến cái quán cà phê chúng ta để mà trải nghiệm cái đồ uống có tốt hay không, có ngon hay không, về chất lượng sản phẩm rồi này kia các kiểu á, thì các bạn cần phải có mồi câu về giá là hiệu quả nhất các bạn nhé. Các bạn cứ giảm giá 50%, được không ạ? Thì chắc chắn điều là họ sẽ đến thôi. Đấy, thì khi mà họ đã đến, họ biết cái quán của bạn rồi, họ có cái trải nghiệm lần đầu tiên rồi, thì họ mới có quyết định là sẽ đến lần thứ hai, lần thứ ba hay không. Cho nên cái lần đầu tiên hết sức quan trọng không nha, các bạn phải cho đi trước, được không ạ? Bạn phải có mồi câu. Đấy, rồi đối với khách hàng mà bạn muốn hướng đến là doanh nhân, thì các bạn cũng thể target quảng cáo Facebook, đối tượng này là những người đang kinh doanh, được không các bạn? Và trong bán kính các bạn có thể muốn luôn, trong bán kính 5 km, 3 km gì đó, nếu như cái quán của bạn mà phục vụ chỉ là tầm 5 km hay là 10 km thôi, là bạn có thể target trong bán kính là 5 km hay 10 km, những người mà ở xung quanh nó, sống xung quanh nó, họ mới thấy quảng cáo của bạn thôi, được không các bạn? Và chúng ta cũng áp dụng cái chiến lược là giảm giá 50% khi đến quán lần đầu tiên không nha, được không ạ? Rồi, đối với đối tượng khách hàng này là fan bóng đá, thì các bạn có thể target quảng cáo trên Facebook, đối tượng là những người họ thích xem bóng đá không nha. Đấy, Facebook rất là tuyệt vời, nó có thể cho bạn target ở những người mà đến sở thích của họ, đến thói quen của họ, được không các bạn? Đấy, trong bán kính ví dụ như 3 km hay 5 km như Thiện nói, và bạn cũng bắt buộc cũng phải là áp dụng cái chiến lược giảm giá 50% nhé, được không ạ? Rồi, đối với đối tượng khách hàng thứ tư là khách hàng là dân văn phòng, thì các bạn có thể target quảng cáo trên Facebook luôn, đối tượng là những người mà có công việc là hành chính văn phòng, hoặc là những người mà họ đang đi làm việc về hành chính, được không các bạn? Thì bắt buộc các bạn cũng phải giảm giá các bạn nha. Đấy, và bạn trong quảng cáo các bạn sẽ để là free ship đấy, hoặc là ship đến tận nhà, ship đến tận công ty gì đó, chắc chắn đều là họ sẽ rất là thích, được không các bạn? Đấy, rồi còn đối tượng khách hàng là khách vãng lai, thì bạn chỉ cần treo cái banner là giảm giá thôi, được không? Giảm giá 5% thôi, chắc chắn đều là thay là những ít một chút, nhưng mà bạn sẽ có nhiều khách hơn. Ngoài ra nữa, bạn thì áp dụng luôn là vô chiến lược là bạn sẽ target trong bán kính là 5 km hay là 3 km, thậm chí là 10 km xung quanh cái quán cà phê của mình, để bạn tiếp cạnh những khách hàng mà dân địa phương, chứ không phải là bạn chỉ bán cho khách vãng lai không, được không ạ? Đấy, rồi đối với trường hợp thứ sáu là dân địa phương hay là nói quán cóc các bạn, thì các bạn target quảng cáo đối tượng là những người mà họ sống gần đây thôi các bạn, có thể là 5 km, thậm chí là 3 km, thậm chí là 10 km, nói chung là tùy theo cái chiến lược bạn muốn chạy thôi, được không ạ? Và cũng nên giảm giá 50%, được không các bạn? Đấy, thì liệt kê rất là rõ rồi, thì các bạn làm ra những cách này chắc chắn các bạn sẽ tiếp cận được khách hàng của mình rất là hiệu quả các bạn nha, được không ạ? Thì đây là cái mẹo thứ hai. Cái mẹo thứ ba là các bạn phải xây dựng tiệp khách hàng trung thành. Khi họ đến quán chúng ta, họ đã mua hàng, họ đã cảm nhận được chất lượng dịch vụ sản phẩm rồi, thì làm thế nào để mà họ quay lại cái quán cà phê chúng ta nhiều lần hơn nữa, và họ giới thiệu bạn bè và người thân đến quán của chúng ta nữa, được không ạ? Thì đây gọi là cái xây dựng tiệp khách hàng trung thành. Để làm được điều này, các bạn đầu tiên phải nâng cao được cái thái độ phục vụ tốt, dù là nhân viên hay là bạn là một cái chủ quán cà phê, thì đối với khách hàng bạn lúc nào cũng niềm nở, được các bạn? Rồi, thức uống phải ngon, được không? Đây là điểm nhấn các bạn nha. Người ta đến uống cà phê hoặc là uống những cái thức uống khác thì bắt buộc một điều đây là phải ngon, được các bạn? Đấy. Rồi, bước thứ hai bạn cần làm là bạn hãy gợi ý với khách hàng mà họ đến quán của chúng ta là gợi ý họ là nên đăng ký thành viên, được không? Để được tích điểm hoàn tiền hoặc là tích điểm nhận quà vào cuối năm, được các bạn? Để bạn chi ăn khách hàng. Đấy, thì chắc chắn một điều là ai cũng muốn tiết kiệm tiền không các bạn. Thấy dù là người giàu hay người nghèo, nhiều người quá giàu rồi họ không có quan tâm thì mình không nói, nhưng mà nó chỉ chiếm 20% của xã hội thôi, còn 80% còn lại là những người trung lưu hoặc là người nghèo. Thì người nghèo họ rất quan tâm đến việc là tích lũy hoặc là tiết kiệm tiền không nha, cho nên bạn hãy tập trung đến 80% đó. Đấy, cho nên là cái việc mà bạn đăng ký thành viên này nè, hoặc là tích điểm hoàn tiền này nè, thì nó cực kỳ là hiệu quả bạn nha. Đấy, đối với quán cà phê cũng cực kỳ là hiệu quả luôn. Thì ngay cả Thiện thì cũng thích những cái quán nào mà thật sự có đăng ký thành viên, được không ạ? Để dù gì thì Thiện sau một năm Thiện tích lũy được một cái ít tiền, hoặc là tích lũy được một cái món quà, hoặc là nhận được cái phần quà, thì cũng quá là tuyệt vời, được không ạ? Thay vì uống những quán khác không có gì hết, uống những quán này có, ok, tôi sẽ đến. Đấy, thì các bạn hãy sử dụng phần mềm StarRobot nha. Phần mềm StarRobot này bạn cứ lên Google search là ra, hoặc là bạn truy cập thẳng website,
là sarobot.com, sarobot.com các bạn nha. Đấy. Rồi khi vào đây á thì các bạn có thể là đọc qua tham khảo thêm về phần mềm này, hoặc là các bạn hãy để lại số điện thoại bạn đây để bạn được nhận demo miễn phí. Sẽ có những cái bạn mà kỹ thuật viên họ sẽ liên hệ các bạn để mà họ hướng dẫn các bạn chi tiết. Thì nếu như bạn làm được hai bước này á, thì bạn đã xây dựng một tiệm khách hàng trung thành đó các bạn, được không ạ? Rồi đó là cái mẹo thứ ba. Mẹo thứ tư là bạn hãy bán thêm những sản phẩm khác đi bạn, được không ạ? Bạn mở quán cà phê rồi, bạn đã có mặt bằng rồi, bạn đã có cái tiệm khách hàng rồi, thì bạn hãy bán thêm những sản phẩm khác đi để bạn có tăng được cái lợi nhuận, tăng cái doanh thu cho quán, được không các bạn? Bạn thể bán là điểm tâm hoặc là ăn sáng hoặc là ăn vặt đấy, bạn có thường thấy. Thứ hai là bạn hãy đa dạng cái danh mục thức uống lên, được không ạ? Hiện tại ví dụ như bạn chỉ bán quán cà phê thôi thì bạn thấy là mở thêm những danh mục thức uống như trà sữa hay là cam ép, nước ép gì đó, nói chung là hãy đa dạng cái danh mục thức uống lên luôn nha. Thứ ba là bạn hãy bán thêm những sản phẩm khác mà bạn thích, bạn đam mê và am hiểu về nó luôn nha, được không ạ? Thì hiện thấy ở Sài Gòn có cái quán cà phê sạch các bạn ở trên đường ngoài Phú Nam ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, thì quán đó làm rất là tốt nha. Cái quán đó họ có một cái khuôn viên, một góc để mà phòng máy lạnh này, ở bên ngoài là những cái cây xanh, được không ạ? Cây xanh và không gian nó không gian bình thường thôi. Rồi họ kết hợp thêm bằng việc đó là họ treo những cái lồng chim các bạn, cái lồng chim thì có thể là họ bán chim hoặc là họ bán cả lồng và chim đấy, và tiếng chim hót líu lo vi vu rất là im tai nha. Ngoài ra những người họ thích về chim, họ thích nuôi chim thì họ có thể là liên hệ với quán để họ mua những cái lồng chim đó, thì chắc chắn một điều là cái doanh thu với lợi nhuận của quán sẽ tăng lên, được không bạn? Đây đó là cái ví dụ thực tế mà Thiện muốn gợi ý cho các bạn. Ngoài ra thì bạn có thể cho phép treo quảng cáo nha, treo quảng cáo thì ví dụ là công ty Minh Thiện đi, công ty web đi ghi nha, dù web đi ghi.com thì về dịch vụ mà Thiện đã cung cấp thì nó có bốn dịch vụ chính, đó là thiết kế website nè, thiết kế app nè, dịch vụ marketing online và đào tạo digital marketing nè. Thì những quán cà phê mà có nhiều cái lượng khách đến hàng ngày chắc chắn đều đó là những cái nơi mà treo quảng cáo cực kỳ là tốt cho doanh nghiệp của mình, đúng không ạ? Mình có thể tiếp cận khách hàng thông qua đó. Thì ví dụ như thì có thể là treo một cái banner quảng cáo về dịch vụ thiết kế website, hoặc treo banner quảng cáo về một cái dịch vụ thiết kế app trên cái quán cà phê đó, được không các bạn? Trong cái quán cà phê đó thì sẽ giúp cho chủ quán sẽ có được thêm lợi nhuận các bạn nha. Còn đối với web Digi thì sẽ tiếp cận được những cái đối tượng khách hàng mới, được không các bạn? Đấy, các bạn cũng đâu mất mát gì đâu, mà các bạn đã có thêm doanh thu và thêm lợi nhuận cho cái cửa hàng của mình, cho cái quán cà phê của mình, quá tuyệt vời. Đấy, thì đó là cái ví dụ thực tế về cái việc là cho phép treo quảng cáo nha, được không ạ? Rồi mẹo thứ năm ở đây là bạn phải xây dựng chuỗi cà phê. Thì cái này rất là dễ thấy các bạn nha, giống như chuỗi cà phê Ông Vàng nè, hay là chuỗi cà phê Helen Coffee nè. Đấy, thì làm sao để xây dựng chuỗi được? Thì để xây dựng chuỗi được bạn cần làm ba bước sau nha. Bước thứ nhất, bạn bắt buộc phải có một bí quyết. Bí quyết đây là gì? Ví dụ như bí quyết pha chế, được không? Bạn phải nắm được công thức pha chế và có bí quyết riêng, mà bí quyết này chỉ có bạn biết thôi, không ai biết được các bạn nha. Bí quyết là chỉ có mình biết thôi, được các bạn? Thì bạn mới nhận quyền thương hiệu được nhé, bạn mới xây dựng chủ được nhé, được không các bạn? Rồi bí quyết thứ hai ở đây á, là bạn cần phải có thương hiệu. Đấy, khi mà chúng ta có bí quyết của công thức độc quyền rồi thì chúng ta mới xây dựng thương hiệu cho cái quán cà phê hay cho cái doanh nghiệp chúng ta, nó phải lớn mạnh, được nhiều người biết đến, được không các bạn? Rồi thứ ba á, bạn cần phải biết marketing online, được không? Hoặc là bạn thuê dịch vụ marketing online để mà chạy quảng cáo đến những cái tỉnh thành bạn muốn mở chuỗi, hay là bạn muốn nhận quyền thương hiệu cho những cái khách hàng ở những khu vực đó. Thì chắc chắn một điều á, cái quy mô và cái lợi nhuận sẽ tăng lên rất là nhanh chóng các bạn nha, được không ạ? Thì vừa rồi Thiện đã hướng dẫn các bạn 5 mẹo để kinh doanh quán cà phê hiệu quả. Rồi thì ngoài 5 mẹo mà Thiện hướng dẫn lúc nãy thì còn một mẹo nữa các bạn nha, đó là Google Maps các bạn nha. Bạn phải tạo cái điểm Google Maps cho cái quán cà phê của mình, được không các bạn? Thì cái Google Maps này tiếp cận những khách hàng họ đang tìm kiếm trên internet, ví dụ như quán cà phê gần đây, hay quán cà phê tại quận 9, hay quán cà phê tại Thành phố Hồ Chí Minh, hay quán cà phê ở đâu đó, được các bạn. Ví dụ khách hàng của bạn có thể vô Google họ tìm kiếm, ví dụ như là quán cà phê quận 9 chẳng hạn, quán cà phê quận 9 đấy, khách hàng đôi khi họ ở quận 9 mà họ không biết có quán nào đấy, họ search như vậy. Đây bạn để ý nè, đây tất cả Google Maps không nha, đây ba kết quả đầu tiên đều là Google Maps cả đấy các bạn. Thì cái Google Maps này nó rất là quan trọng luôn nha. Thì cái Google Maps của bạn mà lên top như vậy á thì bạn sẽ có rất là nhiều khách hàng, được không? Những khách hàng này họ chưa biết đến cái quán của mình đấy. Thì làm sao để mà bạn sell được những cái Google Maps này lên top như vậy, bạn đưa Google Maps lên top như vậy, thì cái phần mềm Sarobot này cũng giúp ích cho bạn rất là nhiều nha. Nó có tính năng là người dùng họ sẽ checking Google Maps, rồi họ sẽ bình luận trên Google Maps để là đánh giá, được không? Đánh giá cái điểm 5 sao đây bạn. Thì qua những cái bình luận, những cái đánh giá về cái Google Maps này bạn nha, thì việc đó Google Maps bạn sẽ đẩy top rất là nhanh, được không các bạn? Thì đó là cái mẹo thứ sáu mà thì cũng update cho bạn biết các bạn nha.
Được ạ, nếu như bạn làm 6 mẹo này chắc chắn điều là bạn kinh doanh cái quán cà phê nó hiệu quả 100% thôi. Thì chỉ sợ lúc đó các bạn không có đủ nhân viên để phục vụ thôi, hoặc là các bạn không có thời gian, hoặc là bạn quá bận bịu để tiếp khách hàng thôi á. Thì cũng chúc các bạn là kinh doanh quán cà phê thành công và hiệu quả nhé. Thì nếu như bạn có bất kỳ cái thắc mắc gì đó không hiểu trong video này, hoặc là bạn còn cái cách nào để giúp cái việc kinh doanh cà phê nó hiệu quả hơn, thì bạn hãy để lại bình luận bên dưới video, và bạn cũng cho Thiện biết là cái video nào có hữu ích không ăn nha. Nếu thực sự hữu ích á, bạn hãy để bình luận là có nha, để mà Thiện biết rồi Thiện sẽ ra những cái video mới liên quan đến lĩnh vực này, được không các bạn? Rồi nhớ đăng ký kênh Lâm Thanh Thiện để xem được các video mới nhất các bạn nha. Xin chào.